đây thì em sẽ lên sao hàng cho mọi người một đàn tạ Mexico, bố nhập Mexico, mẹ VK. Đàn này là màu đen tuyền và màu ru rông mọi người nhá, đen tuyền toàn đầu thủ này, mọi người nhìn cái mặt này đẹp chưa? Đấy. Chất lông cực kỳ là bóng luôn, tai to, nõm hộp. Ai nuôi thì đàn này thì là rất là hay luôn nhá. Đây, mọi người nhìn mặt này. Đấy. Cái nuôi như thế này có đẹp không? Này. Đầu thủ này. Ôi nhảy. Đấy, ham đồ lắm mọi người ạ. Em có video test thần kinh riêng luôn. Mọi người xem thần kinh rất là căng luôn. Mời gần mọi người xem ạ. Cho ra tắm nắng mà bây giờ chiều tối mất rồi. Đấy, bây giờ quay như thế này mọi người mới nhìn được cái mặt của nó ấy. Mặt rất là đẹp luôn nhá mọi người nhá. Đây. Đấy, đẹp chưa? Đây, toàn đầu thủ đẹp luôn này. Đấy, ai thích đàn này thì liên hệ cho em nhé. Đàn này lại toàn là cái nhá mọi người ơi. Mà cái toàn đẹp luôn. Mọi người nhìn cái quả mặt như thế này có đẹp không ạ? Em có quay video riêng từng con luôn rồi. Các anh chỉ cần kết bạn với số Zalo của em thôi thì em sẽ gửi video từng con cho mọi người xem luôn ạ. Xin chào mọi người.